Trại giam Chí Hòa còn gọi là Khám Chí Hòa, nằm tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, là nhà tù được người Pháp xây dựng từ năm 1943 nhằm thay thế Khám lớn Sài Gòn ở góc đường Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình được cho là do người Nhật khởi xướng sau khi đảo chính Pháp để giam tù nhân, nhưng khi thi công chưa hoàn thành, họ đã rút khỏi Việt Nam. Sau đó người Pháp tiếp tục công việc bỏ dở, hầu như toàn bộ vật liệu như xi măng, sắt thép đều chở từ Pháp sang. Ngày 8 tháng 3 năm 1953, khi Khám Chí Hòa xây dựng hoàn chỉnh, Khám lớn Sài Gòn bị phá bỏ. Ngoài một số tù nhân được phóng thích, còn lại khoảng 1.600 người cùng chiếc máy chém chuyển về Khám Chí Hòa. Với diện tích 7 hecta, Khám Chí Hòa cao 3 tầng lầu, 238 phòng, trong đó có 2 dãy nhà dành cho phạm nhân nữ. Nơi đây từng giam tù chính trị chống lại thực dân Pháp trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay nơi này được công an thành phố Hồ Chí Minh dành cho các bị can trong các vụ án trên địa bàn. Khám Chí Hòa do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng theo thuyết ngũ hành Bát Quái, được đánh giá là một công trình kiến trúc đặc biệt, vừa hòa hợp những đặc trưng cơ bản của kiến trúc Pháp như kiên cố, kín đáo, mát mẻ, vừa mang nét huyền bí âm dương ngũ hành của phương Đông. Khám có hình bát giác với 8 cạnh đều nhau, 8 góc tượng trưng cho 8 quẻ Càn, Khôn, Trấn, Tốn, Cẩn, Khảm, Đoài, Ly trong kinh dịch. Khám có 8 khu giam phạm nhân xây hình bát giác vuông. Một vài tài liệu nghiên cứu lại cho rằng Khám Chí Hòa được xây dựng dựa trên bát quái trận đồ của Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. 8 quẻ tương ứng với 8 cửa trận là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng xây bịt kín ở phía ngoài, còn phía trong toàn song sắt và mỗi khu có 4 buồng giam. Chí Hòa chỉ có một cửa vào nên người ta gọi đó là cửa tử. Qua cửa này là hệ thống đường hầm thiết kế theo cung vị. Nếu không được hướng dẫn, người đi vào sẽ bị mất phương hướng, giống như lọt vào một mê cung, không thể tự tìm đường ra được. Giữa Khám Chí Hòa là khoảng sân rộng cũng hình bát giác chia thành 8 khu tam giác nhỏ với rất nhiều cây, bãi cỏ sạch và thoáng mát. Ở giữa là một vọng gác cao hơn 20 m, trên có bể chứa nước phình to như một cây kiếm cắm thẳng xuống. Đứng tại đây lính canh có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam. Với kiến trúc trận đồ bát quái của Chí Hòa, phạm nhân khi đã vào đây thì khó mà vượt ngục. Lịch sử cho đến nay chỉ có 3 lần vượt ngục thành công. Trường hợp thứ nhất là các chiến sĩ cách mạng vào thời điểm Nhật đảo chính Pháp năm 1945, thứ hai là tướng cướp Điền Khắc Kim vào năm 1972 và thứ ba là tử tù khét tiếng Phước Tám Ngón năm 1995. Từ lâu Khám Chí Hòa đã gắn với những giai thoại kỳ bí. Người ta đồn rằng vọng gác chính giữa khám chính là thanh kiếm trấn. Những tên tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì khi ở đây mọi thủ đoạn của chúng cũng bị thanh kiếm linh này hóa giải. Thanh kiếm này chính là trái tim của tòa nhà, nếu nó bị nhổ lên thì toàn bộ trận đồ sẽ tự vỡ. Một câu chuyện ly kỳ khác vẫn được người ta truyền miệng là do có nhiều người chết trong Khám Chí Hòa nên âm khí ở đây rất nặng nề. Vì thế trời thường xuyên làm sấm sét đánh bể một góc để khai một cửa xanh, cho oán khí được thoát ra, người chết được siêu thoát. Từng có thông tin cho rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã rước một thầy địa lý rất cao tay về nhằm hóa giải một phần trận đồ này. Thực tế, một trong 8 nóc nhà của hình bát giác đã được san bằng, phá vỡ tính hoàn hảo của bát quái, thuận theo thiên ý mở một cửa xanh cho các linh hồn được bay đi. Trong khi đó, một số nhà khoa học thì cho rằng bên dưới của tòa nhà có thể là mỏ quặng, khiến sét hay đánh trúng Khám Chí Hòa. Trong khuôn viên Khám Chí Hòa còn có một nhà thờ, ngày nay được sử dụng làm hội trường của trại, được Pháp xây dựng làm nơi rửa tội cho những tù nhân trước khi bị xử tử. Ngoài ra, để giải thoát âm khí, năm 1954, cai ngục Khám Chí Hòa cho xây bên ngoài bát quái trận, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên khám, ngôi chùa đặt tượng Phật. Sau này ngôi chùa không còn, bức tượng Phật hiện nằm trên một hồ nước nhỏ.